Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh Trong video chia sẻ ngày hôm nay chúng ta cùng đến với dự án đến từ xoay Ahola Airdrop Đó là chúng ta sẽ ăn chia 500.000 cái tóc cần pin Nếu mà mọi người giành chiến thắng thì sẽ nhận được là 50 cái tóc cần pin này nhé Thì ở cái dự án này nó sẽ dùng cái mạng on earth. Thì ở đây thì với những ai mà chữ S mạng on vào ví Metamask thì ở cuối video mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách ép mạng on nước vì ví 18 mắc nhé rồi để tham gia vào dự án này mọi người cần bấm vào đường link dưới phần mô tả <laughs> sau đó thì sẽ tiến hành điền các thông tin ở đây thì mọi người điền tên địa chỉ email và sau đó chọn continue cho mình rồi tiếp theo thì mọi người sẽ tiến hành làm các nhiệm vụ là follow twitter theo dõi này rồi quay trở lại chọn continue tiếp tục là retweet sawyer ở trên twitter này rồi chọn tweet lại cho mình sau đó kích chọn like tiếp tục quay trở lại chọn continue rồi sau đó đăng lại cái tweet này của nó chọn đăng tweet này rồi quay trở lại Mọi người sẽ bấm chọn vào Already này. Rồi, join vào Telegram của Soyer này. Chọn join này. Quay trở lại. Và ở đây thì mọi người sẽ điền cái số lượng member đã join vào nhóm soi ơi nhé thì mọi người quay trở lại video này à, quay trở lại tên đi. thì mọi người nhìn cái số lượng member này là 3984 này đó thì cái số lượng member này thì mọi người nó sẽ thay đổi vào tùy từng thời điểm nhé rồi chọn con đi tiếp tục join tiếp vào telegram Rồi, kích chọn rồi. Quay trở lại. Ở đây thì mọi người sẽ điền là 3,8. Của mình là 3,8K. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ điền cái địa chỉ ví OnNerd. Thì làm sao để tích hợp được cái mạng OnNerd này ở trên ví Metamask nhé. Thì mọi người sẽ quay trở về ví Metamask cho mình này. Ở đây thì mọi người sẽ tiến hành mở ví Metamask lên. Rồi, sau khi mở ví MetaMask lên thì mọi người sẽ làm theo hướng dẫn của mình để add cái mạng onnets nhé. Thì ở đây thì mình đã add rồi thì mình sẽ hướng dẫn lại cho mọi người. Thì mọi người sẽ bấm vào dấu ba gạch này. Sau đó chọn mục trình duyệt này. Rồi, ở trên cái mục trình duyệt này ấy, thì mọi người sẽ bấm ở đây để nhập cái mạng là onnets trên. Onnets. Đây. Mọi người nhìn thấy này mọi người sẽ nhập cái mạng là onnerdchain.io cho mình nhé đó thì đây chính là cái trang chủ của cái mạng onnerd thì mọi người kéo xuống dưới cùng này kéo xuống dưới cùng ở đây nhé đó thì ở đây nó sẽ có dòng chữ là s onnerd network thì mọi người chỉ việc bấm vào đây sau đó thì chọn phê duyệt là xong coi như là thì mọi người đã ép được thành công cái mạng onnerd ở trên ví metamask còn cách thứ hai là mọi người bấm vào trình duyệt này mọi người sẽ nhập cái đường link là chuyên list chuyên.org nhé mọi người để ý này chuyên.org và hai cái đường link này mình cũng có để dưới phần mô tả nhé rồi đó chuyên.org thì ở đây thì trong cái ô tìm kiếm thì mọi người sẽ nhập cái chữ on note cho mình đó thì nó sẽ xuất hiện ra cái mạng on ở đây. Mọi người chỉ bấm chọn S to MetaMask thì nó sẽ tự động S nhé. Đó, nó rất là đơn giản thôi để S cái mạng onnet trên này trên ví MetaMask. Rồi bây giờ mọi người bấm lại dấu ba gạch cho mình. Bấm vào chữ ví. Và sau đó thì sẽ copy cái địa chỉ ví này. Quay trở lại biểu mẫu Glamio Mọi người sẽ dán cái địa chỉ ví vào đây. Rồi chọn continue. Rồi cuối cùng thì nó sẽ xuất hiện một cái đường link để chia sẻ nhé. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia vào dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.